Ông ơi, ông gọi nhá. Hai bạn này thì thích ăn xưa hơn này. Ông mượn rồi, ba bà cứ vào hôm trước hôm sau là họ sợ quá, nhìn thấy nhiều trẻ con cũng sợ. À, út này. Em mới lấy chồng được 7 năm nhưng mà lại có đến 5 con. Bà nội nghe nói là giống như người dân tộc. Ê, Mình ơi. Chị đi đây. Nhiều khi mà ông bà mà đang cũng hiện đang đứa nào là họ xem đầu con sẹo. Nếu mà có cái dạng này là bạn thứ hai này, hoặc là xem bạn thứ ba là mũi, cái số mũi hơi tẹt, còn bạn là đầu gì mắt, cái bọng mắt thì nó có một cái gọi là giống ở dưới này nó có gân nếp gấp. Ăn no mà cũng ăn nhiều nay không đủ các bác cũng ok chứ. Ôi muốn ăn cơm nếp cháo khê thịt gà, cháu chỉ có mỗi cái gà thôi, là ba anh em được bữa cháo rồi.